làm cho hoang mạc châu Phi vốn dĩ đang khô héo này lại càng trở nên quắt queo hơn. Động vật sống ở đây bắt đầu tranh nhau miếng nước. Đồng thời, ở Bắc Cực xa xôi cũng đang chuẩn bị đối đầu với tai họa ngập đầu, chính là băng tan. Gấu Bắc Cực bị ngã rồi vùng vẫy dưới nước, khó khăn lắm mới trèo lên được một tảng băng. Vừa quay đầu, liền nhìn thấy dãy núi băng ngàn tuổi sụp đổ ầm ầm, mà tất cả đều đang xảy ra trước mắt một đám lãnh đạo ăn mặc sang trọng chỉnh tề. Họ đến đây là để tự tạo thành tích cho bản thân. Ống kính vừa tắt, bọn họ liền lộ ra bản chất, thân ai nấy lo, không hề để tâm chút nào đến hậu quả của biến đổi khí hậu. Bọn họ lái xe đi về, còn gấu Bắc Cực chỉ còn nước tuyệt vọng đứng trên tấm băng chờ đợi một tia hy vọng xuất hiện. Vì muốn sống sót mà các loài động vật phải đi tới một vùng đất cấm đã được lưu truyền từ lâu. Nơi đây xếp đầy những bộ xương, sư tử tận mắt chứng kiến cảnh đồng loại mình ngã xuống. Nơi này là thành phố mà con người đang sinh sống. Nơi này có nguồn nước không bao giờ cạn, một cái thùng nước ngọt đầy ắp. Đây mà là vùng đất cấm ư? Trong lúc bọn chúng đang vui sướng hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp tựa thiên đường, thợ săn lấy súng ra, ngắm chuẩn vị trí của cầy, bóp cò súng, phát tiếp theo cũng không bắn chúng. Hết đường thoát rồi, cầy chỉ có thể nhảy xuống nước. Nhưng không ngờ trong bể lại nuôi một đàn cá ăn thịt người. Cầy sợ đến mức hồn siêu phách lạc, nhưng lại xông vào địa bàn của cá mập. Loài người đáng sợ lại nuôi bá vương của biển cả. Lúc này cầy hiểu ra ý nghĩa của vùng đất cấm rồi. Cậu ấy muốn lên bờ nhưng thợ săn đã đuổi kịp. Nhìn thấy ông ta ấn nút, tốc độ dòng nước ở trong bể cũng chậm lại. Cậu ấy bị sức hút của dòng nước cuốn vào trong cống thoát nước. Đột nhiên sự xuất hiện của túi lưới quăng cậu ta lên bờ. Một chú khỉ mặc áo phông đã cứu cầy. Khỉ đưa tất cả những động vật được cứu mang về căn phòng tổng thống của mình. Chú khỉ này sinh ra trong xã hội con người, dựa vào việc lấy lòng họ mà giành được vị trí như bây giờ. Thế nhưng khỉ cũng rất sợ thợ săn. Nó căng thẳng quay về phòng, liền bị nhóm động vật kia dọa cho đần cả người. Trên ghế sofa đầy ắp vết chân, trên sàn nhà thì toàn rác là rác. Chồn thối ăn mất cái bàn rồi. Còn cầy thì đang dùng bàn chải của nó để tắm. Khỉ khóc không ra tiếng. Sao mà nó có thể bù lại được lần này tổn thất kinh tế cơ chứ? Hết cách rồi, đành phải tha thứ cho bọn chúng vậy. Vì muốn đưa bọn chúng đi, khỉ đã chuẩn bị giúp chúng giải quyết vấn đề thiếu nước ở đồng bằng. Nguồn nước mà chảy ngang qua đồng bằng đã bị con người chặn lại rồi. Tường ngăn đập cũng chính là ở khách sạn này. Biện pháp giải quyết rất dễ, mở đập để nước chảy ra là xong. Các loài động vật sẽ lẻn vào tường ngăn đập cùng với khỉ. Nhưng thợ săn cũng đã đến rồi, nháy mắt liền bắn thuốc mê vào mông của khỉ. Cây vô cùng hoảng sợ, đạp phải công tắc mở nguồn nước, một dòng nước lớn phun ra từ cửa khoang. Sư tử cũng bị cuốn vào đó mà bất tỉnh. Các loài động vật bị tiếng súng dọa cho nhảy hết xuống nước. Thợ săn nhân cơ hội đóng lại đập nước. Cầy mang câu chuyện về con đập quay về đồng bằng, tìm đàn voi nhờ giúp nó mở ra một cuộc họp. Nhưng phe bảo thủ đàn bò đứng đầu của đồng bằng lại phản đối việc băng qua khe núi vào vùng đất cấm, bởi mỗi năm đồng bằng đều sẽ khô cạn. Tuy năm nay vô cùng ít nước, nhưng nó tin nước chắc chắn sẽ quay lại. Hơn nữa các loài động vật này đều chưa từng nhìn thấy con người, chúng không tin rằng trên thế giới lại có sự tồn tại của loài sinh vật biết kiểm soát nguồn nước. Lúc này cụ rùa biển hơn 600 tuổi bước lên, dùng kinh nghiệm sống phong phú của mình kể lại cho các loài động vật về sự xuất hiện của loài người. Tất cả những hành động phá hoại trái đất này, lòng tham không đáy sẽ khiến loài người tự tiêu diệt chính mình. Nhưng nếu mặc kệ con người cho họ quyền kiểm soát nguồn nước mà không phản kháng lại, thì các loài động vật cũng sẽ sớm tuyệt chủng. Mới nãy vẫn còn đang cãi nhau ầm ĩ mà tự dưng tất cả lại im bặt. Giữa sống và chết chỉ tồn tại một ranh giới. Trong số các loài động vật đó, một nửa trở thành dũng sĩ, cùng nhau đi đến vùng đất cấm, nửa còn lại ở lại đồng bằng tiếp tục hy vọng. Không có một con vật nào dám hy vọng rằng bản thân sẽ sống sót quay về. Bọn chúng nói lời tạm biệt với gia đình và người thân. Voi dẫn nhóm động vật từng bước tiến về vùng đất cấm. Thợ săn đứng trên con đập, nhìn thấy động vật đi theo đàn như vậy, lộ ra một nụ cười nham hiểm. Tiếp theo hắn ta lái máy bay đỗ xuống trước con đập, chuẩn bị dùng tên lửa giết chết bọn chúng. Nhưng khoảnh khắc chuẩn bị tấn công, khỉ đột nhiên xuất hiện đánh nhất hắn ta. Công tắc tấn công vẫn bị kích hoạt, nhưng tên lửa bị trệch khỏi đường bay, nhắm vào cửa của con đập. Đội quân động vật oai nghiêm đứng trước con đập chờ đợi. Voi ra lệnh, tất cả động vật trực tiếp xông lên con đập, dùng đầu đập vào tường. Nhưng tiếc là con đập chỉ có vài mảnh đá bị rung chấn rơi xuống. Voi lập tức quyết định mở cuộc tấn công thứ hai, lần này sẽ do tê giác và trâu nước dẫn đầu. Vô số tê giác và trâu nước lần lượt xông vào con đập, nhưng con đập vẫn chỉ có vài ảnh đá rơi xuống mà thôi. Vì muốn cổ vũ tinh thần, cầy xung phong gõ ngà voi, tất cả đều dậm chân tại chỗ. Tiếng dậm chân dồn đập rung chuyển cả đất trời. Đột nhiên cầy nhớ ra cái tên lửa vừa đâm vào con đập lúc nãy, nó lấy cây gậy gỗ đánh những mảnh đá vào miệng con đập. Tường đập bỗng nhiên nứt ra, nước từ trong khe hở tuôn ra ngoài. Con đập không chịu nổi sức ép khổng lồ của dòng nước, cuối cùng cũng đã vỡ. Vùng đất cấm tượng trưng cho cái chết lại chảy ra dòng nước của hy vọng. Các loài động vật ở đồng bằng nhảy múa vui mừng, khỉ cũng từ bỏ châu báu ngọc ngà ở thế giới con người, trở về với thiên nhiên. 5 năm sau, các loài động vật đã xây dựng tàu cao tốc cá voi, nhanh chóng đến cuộc họp ở thế giới loài người. Chúng đi trên đường, chim chóc bay quanh thành phố, gấu Bắc Cực nằm trên xe băng ngủ. Tô A Lơ thì thường dựa ở quán bar, con người và thiên nhiên cùng nhau hòa bình sống chung. Đây cũng là hòn đảo hy vọng Utopia mà con người luôn mong muốn. Nếu như trên đời thật sự có ngày này, bạn sẽ kết bạn với loài động vật nào?